cái hàng Hu Thái đúng á thì sẽ là công ty Quỳnh Lam nhập khẩu nha anh em. Anh em nổ thôi, công tắc nha anh em. Đó, nổ thì gạt e xuống. Giật lại là ok. Tiếng nổ con này gọi là siêu ấm luôn anh em. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 5 anh em. À, 30 tháng 5. Thì hôm nay bên Thiện tiếp tục về 100 cây Hu Thái rồi nha. Và ngày trước thì anh em nào theo dõi thì bên Thiện mới với 100 cây và gần hết hàng rồi nè. Và hôm nay mình tiếp 100 cây nữa nha. Con này có thể nói là hiện tại mẫu máy hot nhất từ điểm hiện tại ở phân khúc giá 3 triệu luôn anh em. Chỉ có hơn 3 triệu một xíu thôi mà anh em được tặng thêm một chai nhớt American nha và một ổ khuất cải tiến. Và đồng thời hiện tại nha anh em, ở cái lô này anh em lại gần một xíu đi để cho mình coi cho nó rõ nè. Hiện tại cái lô này á, thì bên nhà máy họ bỏ nhầm cái canh pha xăng nhỏ, nhưng bên công ty họ bù lại cho một cái túi Hu Thái như thế này, cũng rất là đẹp nha. Trong máy thì từ nhà máy về thì sẽ có dây đeo hai vai nè, máy nhắn cỏ nè, một con dao, một cái cuộn cước gai tầm 8 mét, một túi đồ nghề cho anh em, một bộ máy như thế này. Con này thì trang bị linh kiện rất tốt luôn anh em. Và hôm nay vừa về hàng thì có một anh khách ở bên 15 xuống mua luôn anh em. Vừa về hàng tức thì là anh tới anh bờ luôn. Thôi con này nồng 41 ly nha anh em. Trang bị nó được trợ lực chế Webro Cool KSK điện IBU, tay ga màu da chất lượng cao. Và thiết kế là hầu như anh em thấy là chất lượng rất rất ok luôn. Trong tầm giá này thì khó có màu khác nào mà chỉ có hơn 4 triệu thôi, hơn 3 triệu một xíu thôi mà nồng 41 ly nha. Và linh kiện tốt luôn như con này. Và anh em lại găng nè, đợt này nó sẽ có một tí khác biệt nha. Thì anh em biết là hiện tại Hu Thái đã có máy nhái rồi. Thì ngoài những đặc điểm như video trước thì nói với anh em á, gồm có tem chống hàng giả nè, rồi dên, rồi một vài đặc điểm khác. Haburi, con này thì trang bị Buri NGK BBMR7A của Nhật. Còn máy nhái á, thì nó chỉ trang bị Buri Champion thôi. Và anh em biết rồi, hàng nhái thì chắc chắn không thể nào bằng hàng đúng được anh em ha. Và đợt này thì hãng về cái lô mới này thì họ có laser cái chữ Hu Thái trên cái đầu bò luôn nha anh em. Cái này là đặc điểm nhận dạng thêm thôi nha anh em, chứ không phải là máy không có Hu Thái, không có chữ Hu Thái này là hàng giả ha. Thì chắc chắn rồi, máy Hu Thái giả thì sẽ không có cái chữ Hu Thái ngay chỗ đầu bò này. Nhưng những cái máy mà lô trước á có những cái đặc điểm như là tem chống hàng giả nè, rồi buri, rồi như là túi tặng thêm nè, hoặc là dao ha, dao này nọ. Thì những cái máy đó vẫn là máy của Hu Thái đúng hàng nha anh em. Nhưng mà ở thì hiện tại ngày 30 tháng 5 lô hàng mới nhất thì có thêm một đặc điểm nữa để anh em mình nhận dạng. Rồi, thì giờ nổ thử cho anh khách và anh em mình tham khảo luôn ha. Và cò ga này thì anh em lưu ý là chỉnh vừa phải thôi nha. Anh em chỉnh vừa hết ga là được, đừng có tăng mà tăng hết cỡ của nó lên thì nó sẽ bị căng và dễ bị gãy cò nha anh em. Cái này thì Thiện hướng dẫn anh em để anh em mình dùng nó bền hơn thôi. Còn lỡ may xui rủi nó gãy thì Thiện vẫn bảo hành cho anh em nha, anh em yên tâm. Rồi, bóp xăng nè, đóng e nè, dập nổ thôi, công tắc nha anh em. Đó, nổ thì gạt e xuống, giật lại là ok. Tiếng nổ con này gọi là siêu ấm luôn anh em. Đây. Cho vô tua máy lên hơn một xíu nữa để tiết kiệm xăng hơn một xíu nha. Ra cuối không tải nó vẫn hơi có cái cảm giác là rần rần thì là ok nha anh em. Rồi, rất là đơn giản nha. À, còn một đặc điểm mà nhận dạng hàng nhái lúc trước á, video trước thì quên nói cho anh em, thì ra anh em mời anh em lại gần đi để chúng ta xem kỹ hơn nè. Cái hàng Hu Thái đúng á thì sẽ là công ty Quỳnh Lam nhập khẩu nha anh em. Anh em lưu ý kỹ nha. Cái hàng nhái nó nhái cái tem thì đơn giản nè, cái tem này thì in máy hồi thôi, nên hàng nhái á, nó in cái tem giống hệt như thế này ha, không khác gì hết, chỉ khác cái nhà nhập khẩu thôi anh em ha. Importer là nhà nhập khẩu đó, thì nhà nhập khẩu là công ty kỹ thuật Quỳnh Lam nhập khẩu là hàng đúng nha, là cái máy thì đang bán đây, còn cái máy nhái thì không bán anh em. Và chắc chắn luôn, cái hàng nhái chất lượng nó phải kém hơn hàng đúng anh em, chứ không thể nào mà hàng nhái mà chất lượng nó cao hơn hàng đúng được á. Và giá nó rẻ hơn tầm khoảng 400-500 ngàn một máy gì đó thì tùy anh em nha. Thiện thì không có bán hàng nhái anh em, Thiện bán hàng chuẩn và hàng tốt cho anh em thôi nha. Và mẫu Hu Thái này chỉ là cái tên thương hiệu, không liên quan gì đất nước Thái Lan, không phải Hyundai sản xuất Thái Lan, không phải là liên danh với Thái Lan, hoặc là không phải gì liên quan đến Thái Lan anh em, chỉ là cái tên thương hiệu do nhà máy đặt thôi, do nhà nhập khẩu đặt thôi nha anh em. Rồi,
Giờ thì anh em đang quan tâm về mẫu Hyundai 513 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hiển thị, hoặc để là số điện thoại anh dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về mẫu này để anh em có thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn thông báo để mỗi lần hoàn thiện có ra video mới anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm tiền nha anh em. Xin cảm ơn các anh em xem video và các anh em video nhé.